Con xin đó là xin chúc sư huynh đệ đó là được an lành, được bình yên để tiếp bước trên con đường tu học của mình, để sau này là thầy trò có thể gặp lại nhau, sư huynh đệ có thể gặp lại nhau. Có đêm đó thầy nói là tại sao người ta tới với mình đông quá vậy? Chứ thầy nói mà cũng như là không có người ai hết. Đó đó thì thầy cũng định là đi ở trên, cũng như là có thể là tụ tập lại những học trò cũ rồi những người mới đó, là để họp lại, là có thể ẩn tu rồi đây học tập. Rồi sau này thầy nói là có nguyện vọng là sẽ làm một chuyến đi Ấn Độ, thầy nói vậy đó, cái đêm đó đó. Con xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh của Kim Chi. Thì hiện tại là Kim Chi đã gặp được thầy Tân Duy Khánh và trợ duyên thầy Tân Duy Khánh về dự dỗ tổ nghề của nhà nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Thì ra đó có một Phật tử ở đó, có một người tu tại gia đó giữ lại ở đó. Xong rồi cái giống như là chắc mình chưa cạo đầu cho nên là không có gặp được thầy. Xong cái nhờ cái người đó cạo đầu cho nên là tự nhiên bữa đó là đi đi rồi một mạch có người giúp đỡ lại tới gặp thầy luôn. Rồi đêm đó ngủ lại với thầy ở trong cái cốc đó, trò chuyện với thầy rồi ngủ lại ở đó. Rồi cho tới bây giờ thì cũng như là cái cuộc bộ hành dừng lại đó, thì ai về địa phương đó thì có đi lên núi Ông Két, cũng ở trên đó cũng học đạo rồi tu cũng đó cũng được 2-3 tháng gì đó. Xong tại bữa nay là đi lên đây dỗ tổ ngành ca hát, xong là về lại sẽ về ở trên núi Cấm. Cũng như là thời buổi bây giờ giống như là bây giờ cũng tới là bão này kia đủ thứ rồi, cho nên là về đó ẩn tu. Rồi nếu để sau này nếu mà có cũng như là có thuận tiện trở lại á, thì cũng có thể đi tìm tìm thầy Thích Minh Tuệ lại, hay là tìm những các người sư huynh đệ, các sư huynh đệ đó. Là cũng như là mình nghĩ là chắc kiếp trước là đã có đồng tu với nhau rồi, cho nên cũng không thể nào mà rời được. Cũng như bây giờ là tạm thời mình ẩn tu đi. Để giống như là không có làm, một là không có làm cho lộn xộn, cũng như không có làm phiền với cái quê hương của mình đó. Cũng như mình tu mà không có làm phiền người khác thì mình tu mới có thể là đạt thành chánh quả được. Cũng như hồi nãy là cũng muốn hát là để góp tiền để giúp đỡ cho đồng bào lũ lụt ở ngoài đó đó. Thì cùng với họp sức với Kim Tiểu Long để mà hát, thì hồi nãy cũng có tiền thì để tiền góp sức cho Kim Tiểu Long để mà tiếp tế cho ở ngoài đó, cũng như là từ thiện cho ở ngoài vùng lũ đó. Thì thầy cho con hỏi, như thầy vừa rồi thầy đi bộ hành ở ngoài cùng sinh tại ở ngoài Gia Lai đó, thì trong cái chuyến đi bộ hành đó, thầy học tập được gì, những gì của thầy Sư Minh Tại à? Cũng như là thầy đêm đó tâm sự thầy cũng nói nhiều lắm. Thầy cũng là giống như là thầy á nha, là một người có tấm lòng giống như là trong suốt, không có cái gì, không có tạp chất gì ở trong người hết á. Nói chuyện thì thầy nói cũng như thầy rồi, như đêm đó rồi xong rồi chia tay với thầy rồi mới đi bộ hành. Mới đi bộ hành đi ra ngoài Bình Định. Thì thầy đi ra Bình Định được lâu không? Thì đi bộ hành đi về tới Đồng Nai. Về tới Đồng Nai rồi xong rồi cái thầy đi bộ hành từ Bình Định mà vào tới Đồng Nai. Không, đi Bình Định thì cũng có Phật tử á, là thuê xe cho, tại lúc đó cũng căng thẳng lắm, cũng như là không có thể nào mà đi để mà làm ách tắc giao thông này kia gì đó. Cũng như là các Phật tử thì cũng muốn cho đi lên xe đi để nó thuận tiện cho con đường tu học hơn. Thì thuê xe cho đi về Bình Thuận. Về Bình Thuận thì mới bắt đầu mới đi bộ hành về Long Khánh Đồng Nai. Về tới Long Khánh Đồng Nai. Cứ như người ở địa phương nào thì ở địa phương đó lên rước về. Đó rồi xong rồi mới lên núi Ông Két tu, để ẩn tu, để học tập. Cứ giống như mình đi ở ngoài đường thì mình chưa có học tập được cái gì đâu. Thì cũng như học của thầy thì được một ít thôi. Thì học tập đó là cũng giống như bây giờ là có một số vốn. Có số vốn về kiến thức, về... cũng như là học được một bài cuốn lại, cuốn lại về Phật thầy đó, thì Phật thầy là đạo Phật thôi chứ không có đi theo đạo Hòa Hảo. Chứ không phải không có đi theo đạo nào, mà mình chỉ đi theo đạo Phật thôi, đạo Phật Thích Ca đó. Thì học được cái đó,
rồi đi ở trên núi cũng gần 3 tháng, hơn 3 tháng gì đó, là cũng quét dọn làm phong quả, vừa quét dọn vừa học tập. Thì cũng như bữa nay xuống núi là cũng định là tìm duyên, nếu mà có duyên thì mình có thể là đi bộ hành tiếp, còn giống như bây giờ không thể thì về núi Cấm học tập tiếp, rồi khi nào sau này mình đã có số vốn nhiều rồi về về kiến thức về 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 kinh này kia đó, rồi sau này cũng có thể gặp thầy được, có thể đi tìm thầy. Dạ thầy cho con hỏi là trong cái thời gian thầy ẩn tu ở núi Cấm á thầy, là sáng thầy có đi khất thực hay là Phật tử trợ duyên cúng dường ạ? À, không, cũng như ở đó, không, ở núi Ông Téc đó là ở đó giống như là khu du lịch, cho nên là ông chủ ở đó đó là mình quét dọn là ở đó người ta nuôi cơm cho, cũng như giống như mình làm công quả đó là có ăn cơm, rồi giống như ở đó có Phật tử lên người ta cúng này kia đó, thì mình đi quét dọn rồi mình lấy những cái đó về mình ăn. Thì giờ là bây giờ là thầy về lại núi Cấm. Chắc là sẽ đi về lại núi Cấm. Dạ, thầy về lại núi Cấm. Rồi hết mưa sẽ tiếp tục đi bộ hành. Dạ đúng rồi, bây giờ giống như là nếu mà đi bộ hành thì chắc cũng nhiều trắc trở lắm, mưa gió này kia đó. Bây giờ mình ẩn tu sau này cũng như mùa nắng đi đi nó thuận tiện hơn. Dạ. Thì con cũng có nãy có xem được ở trên cái trang TikTok á, Dạ. like thầy hát thì coi như là cái trang nó lớn lắm, có khoảng 6-7 ngàn người xem á. Dạ Người đúng ta nói rồi. tại một ca sĩ rất hay mà tại sao lại bỏ hết để đi tu, thì thầy ấy nghĩ thầy như thế nào? Cũng như là kiếp trước đã có tu rồi, rồi xong kiếp này mình chưa chịu đi tu á, cho nên là khiến cho thầy hiện tại xuất hiện để mà lôi kéo cho mình đi tu tiếp, để có thể là sau này mình có thể giống như là mình tu được cái gì đi là mình có thể độ đời hay là cái gì đó, thì mình cũng muốn như vậy đó, cũng như đến lúc là mình phải đi tu là thầy thầy Minh Tuệ xuất hiện, rồi xong là cũng như thầy thầy Minh Tuệ là có cái sức hút để lôi kéo mình đi, lôi kéo từ ở trong mà vui chơi này kia mà có thể bỏ hết để đi tu. Tại vì cả nhà thân mến, thầy đây là một hồi trước là một ca sĩ Tăng Duy Khánh, giọng ca hát y như là nghệ sĩ ca sĩ Duy Khánh vậy đó. Nhưng mà vì khi mà đã phát tâm đi tu là thầy đã buông bỏ hết để đi theo hạnh Đầu Đà của Sư Minh Tuệ. Nhưng mà trong cái thời gian đi theo Sư Minh Tuệ thì cũng gặp rất nhiều khó khăn, nên các thầy phải tan rã, rồi mỗi người người nào về địa phương đó. Thì thầy về địa phương của thầy là An Giang, nên hiện giờ thì thầy tu ở núi Cấm ha. Dạ Chắc là rồi về núi Cấm. dạ thì hôm nay thì có ngày giỗ tổ của ngành sân khấu, thì thầy cũng đến thứ nhất thì để đến với bữa giỗ tổ của tổ tổ nghiệp của thầy. Thứ hai thì thầy cũng dâng lời ca tiếng hát của thầy để quyên góp được ít tiền để hỗ trợ cho đồng bào bị thiên tai bão lũ ở miền Bắc, thì em thấy rất là tuyệt vời nha cả nhà. Nó cũng như là mình có tiếng hát thì mình có thể dùng tiếng hát của mình để có thể vừa tu, có thể là vừa giúp cho mình rồi vừa giúp cho người khác được. Dạ, con xin chúc thầy về núi Cấm thân tâm an lạc, kiên định giữ giới để sớm gặp lại sư huynh đệ. Dạ, con xin chúc thầy bình an. Con xin phép con xin dừng video tại đây. Kính chúc quý cô chú anh chị xem kênh của con được Thì nhiều niềm thầy vui cho và con hạnh hỏi phúc.